Bây giờ lâu quá rồi, tôi không có nhắc cho quý vị lại cái vụ mà 12 đại dự án thua lỗ ngàn tỷ này mà tôi thấy người dân ở trong nước nín khe đây nè, cái chỗ này mới là chỗ của chị Phương Hằng kêu là phải sao kê nè, cần phải điều tra nè đó 12 cái đại dự án thua lỗ ngàn tỷ nè ok đây hiểu không đây cái gì phân ba, bón đáp, bây giờ hô là lãi nha đây

2 tháng đầu năm 2019 lỗ 118 ngàn 419 tỷ Ủa tôi đọc xong một hồi tôi đau tim với nó luôn Dự án cải tạo mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc uh, Chắc ăn thịt chó hay cái gì đó đạm Hà Bắc đó, chưa chưa nữa nào Lỗ lỷ kế mới ghê Tháng 12 2016 lỗ lỷ kế trăm không? 1716 tỷ Xong năm 2017 máy chạy 264 ngày lỗ 611 tỷ chưa năm 2018 lỗ 340 tỷ <laughs> hai tháng đầu năm 2019 lỗ 55 tỷ hơn quá năm 2000 Covid đóng cửa không có lỗ <laughs> chưa 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 Rồi, cái này mới ngầu nữa nè Ô, mình đất nước ta 4.0 công nghiệp quá hiện đại quá quý vị biết nhà máy đóng tàu dung quốc nó đóng cái tàu 14 năm chưa xong. <laughs> chưa chưa còn nữa này nữa nè, Đây, okay. Rồi. Chỉnh giao Vinachin, à, VPn thì chủ yếu nhận đơn đóng mới sửa chữa tàu của BBN tức là lập cái công ty ra cái lấy tiền của dân sửa tàu luôn nè. 2018 doanh thu 446.78 tỷ. Ok xong chưa? Chưa ha, hàng này này chưa thấy làm mẹ gì hết đó không? Đóng tàu chưa xong không? dự án nhà máy thép Việt Trung ướt ước lộ Ủa, có chữ ước lỗ nữa hả Ok 15.000 phẩy 15 phẩy tỷ à, dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester đình dụ, mẹ sợi ba sợi ni lông dịch dịch áo sơ mi áo bậy bạ mà nó Lỗ lộ lỗ gì à, gì lỗ à, ủa năm ngoái hô lỗ năm nay hô lời rồi dự án nhà máy sản xuất cái gì à, à nl sh gì lại gì ta ngân ngân gì rồi phải không rồi à, dân sản xuất à, cái gì đó ờ à, en Enthanol, ethanol dự máy ethanol lỗ sao ke rồi đúng rồi ethanol dự án sản xuất ethanol bình phước dừng sản xuất chưa có vận hành tổng mức đầu tư 1742 tỷ vốn điều lệ 34,5 triệu lỗ chích mẹ mày luôn đến năm 2012 nghỉ đến giờ vẫn còn lỗ nhà máy bột giấy phương nam rồi nợ bán đấu giá toàn bộ bán luôn 3 ngàn mấy trăm tỷ nhà máy cái gì ethanol phú tọ tạm dừng rồi dự án nhà máy găng thép thế nguyên tổng đầu tư rút cái con mẹ gì đó lộ đó nguyên một đống rồi chào kê đi, đủ 12.000, 12 dự án công trình sao kê